Rồi, tiếp theo là video 108 á anh em. Cũng là một cây lên sam rễ quái nè. Cây này cũng trồng từ hạt luôn ha. Độ tuổi thì cũng ngang như cây kia thôi. Mà nó được cái nó to hơn cây kia nè. Đó, tàn rồi em cũng vô nhôm hết ấm rồi. Vậy anh em có cái chậu á. Thôi có cái dĩa với tô gì đó, bự bự vậy nè, cho nó vô ha. Cho nó vừa vừa, cho nó vô cho đẹp. Mình để bàn chơi. Nuôi dài dài tí nữa thì có bông thôi. Mấy loại này chắc linh sam song hình không hả anh em? Nói chung linh sam loại nào mình chơi cũng được, chân loại nào cũng có hoa hết trơn á. Rồi, cây này em cũng giao lưu giá 250k em bao xíu luôn ha. Đó, thằng đó nè, to hơn tay cái em ha. Cao, cây này cao cỡ 18. Em cũng giao giao lưu 250k em bao xíp. Anh em nào thích liên hệ số điện thoại của em 0354323 996.